Công an phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành truy xét và làm rõ đối tượng Trần Viết Hậu, 37 tuổi, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, là thủ phạm của nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng trái cây trên địa bàn thời gian qua. Do muốn có tiền ăn chơi nên đối tượng Hậu thường giả dạng người đi mua trái cây, nhắc nhở người bán hàng cẩn thận với điện thoại để xác định được vị trí tài sản được cất giữ. Sau đó, Hậu liên tục hỏi giá, nhờ người bán lựa giúp ít trái cây để đánh lạc hướng và dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hòa Thọ Đông đã bắt giữ Hậu trên địa bàn quận Hải Châu. Tại cơ quan công an, Hậu thừa nhận trước đó đã thực hiện được 2 vụ trộm cắp điện thoại trên địa bàn quận Cẩm Lệ, bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.